đầu tiên ấy thì con thấy là cái sữa này chữa Belly không anh? Chữa Belly ấy thì có cái là uống nhiều hôm con uống buổi trưa ấy thì cũng hơi đói, bởi vì con chạy xe này nhiều khi là nó cũng mất nhiều mất nhiều cái năng lượng. Cái thứ hai là buổi tối con uống thì bây giờ là không thấy đói là ok rồi. Và tiếp theo cái hợp lý, cái hay ấy là bớt vệ sinh đêm. Bởi cái vệ sinh đêm mà nhiều người phải dùng thuốc để bớt vệ sinh đêm, cũng như là để cải thiện cái việc vệ sinh đêm, bởi vì cái vệ sinh đêm nó rất quan trọng đến giấc ngủ. Nhiều khi đang ngủ say nhưng mà lại buồn đi vệ sinh dậy, có khi lại tỉnh ngủ lại, là ngủ lại rất khó với những người tuổi ngoài 50 chẳng hạn, rất khó trong việc đó. Cái thứ hai là nó lại dễ uống. Cái mùi thơm cũng như là cái mình thấy uống nó dễ uống. Chứ nó không phải là phải chất nó khó uống. Mà nó cũng không có độ ngọt, nhưng mà uống nó dễ uống hơn. Rất có chất là loại sữa. Có nhiều người thì có thể là cái sữa uống thì người ta bị cái mùi sữa cũng như là bị các cái gây của sữa là người ta uống được. Nhưng cái này có thể là rất là nhiều người uống được, bởi vì nó không gây một cái ảnh hưởng là nó ghê, hoặc là nó nhiều người không uống được sữa, nhưng mà uống sữa, uống cái này là uống được. Đấy là bột sữa và với cả sữa động vật với sữa mình lại béo đang đúng không ạ? Đấy nó là hay thế. Anh hồi trước á, anh đi vệ sinh đêm á là bao nhiêu năm rồi, anh đi một đêm thường mấy lần, mà tự nhiên uống sữa xong là anh đi như không còn đi nữa hay như nào, anh nói kỹ hơn một tí được không? Vệ sinh đêm thì trước anh hay đi thì nó thường 2 lần là nhiều. Và chụp một đêm 2 lần. Đêm 2 lần, cũng như là nhiều đêm 3 lần. Trời, thế thì sao ngủ được? Đấy, nhưng bây giờ thì có đêm đi 1 lần, có đêm không đi. Đấy, nó có cái hay là biết ngay. Cái đấy thì thực tế ra là nhận biết ngay. Đấy, mà ngủ ngon gấp nữa đúng không? Mà uống thay bữa tối chưa? Bây giờ con uống toàn thay buổi tối hết rồi đấy. Vâng, toàn thay buổi tối hết. Bây giờ anh uống một dùng sữa Belly một ngày mấy cốc? Một ngày bây giờ thì đa số là buổi tối là uống, là ngày nào cũng uống. Và buổi trưa thì nhiều khi chạy xe. Đấy, anh mới lấy thêm cái xe 16 chỗ thì nhiều khi nó không có chỗ đỗ để mà ăn. Thế là cho uống sữa là ok luôn. Sao không uống thay buổi sáng? Buổi sáng thì con chưa thay, thì mới sáng nay con mới uống nè. Sáng nay con dậy thì con mới ăn có 10.000 xôi, uống một cốc. Cũng ok, nhưng bởi vì thường thường buổi sáng ấy là con ăn hơi nhiều.